ném ra ngoài á, bỏ nó ra hàng chờ á. Lý hợp lý. Nice. A few moments later. Đúng rồi, mình cũng thua ít máu thôi, nó thua ít máu thôi thì chắc là được. Thôi ít máu thôi. Ôi chứ con mẹ nó lại thua máu. Uất vào à, trời ơi. Lại xét kèo 5.000 sao, 4 tướng, 5 vàng. Cái gì 5 tiền 3 sao? Trời ơi, kèo đấy khác gì cả ma đâu em. Em ra kèo thực tế được không? Ít sao đâu cũng được. 5.000 sao mà 4 tướng, 5 tiền 3 sao. Trời ơi, 4 tướng, 5 tiền 3 sao. Trời ơi, các bạn ơi, kêu cái sáng quá. 4 tướng, 5 tiền 3 sao á? Là trên bài Bill Gates à? Cũng được, nếu em muốn, ok. Chị sẽ thử. Gọi ghiền là được á. Điền à, chả ai làm như thế. Mẹ, không có ghiền không sống được ư? Có ghiền thì vui đâu, có ghiền cũng không chết được, vẫn chơi được. Mệt quá. Có thời red này, cho này luôn, cho luôn ngại gì vết bẩn đúng không mọi người, up cấp 2 phát. Bây giờ chỉ giữ tiền để up cấp thôi, bán tất cả những con gì không liên quan, làm tiền luôn. Vội luôn. Uầy! Cái này cho mình các bạn ơi, mình chơi Alice, à mình chơi này để lên cấp mà. Nice. Trời ơi, này cho mình rồi. Ngon 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 ngon. Ai thêm một cái kèo top 100 máu đi. Quê vậy. Lên 9 để lấy tiền các bạn ơi, để roll. Trên 5 tiền. Thôi bán hết tất cả những cái gì mà mình không cần đi nhá. Ôi sao mình thua trận nào mà mình lại mất máu rồi. Trời ơi, nhiều tiền quá à Phú bà. Thêm một đạo trích á. Chắc lấy cái này đi, tí nữa đằng đạo cho 5 tiền. Đến lúc mà mình cần dừng lại rồi. Mọi người đợi tí nhá, mình thèm lông quá. Các bạn ơi, đoán xem là hôm nay chúng ta có khách mời gì ạ? Có khách mời nào ạ? Một khách mời rất là nhiều lông. Đó là nghèo, đám thanh nghèo, trời ơi. Đám thanh nghèo ngơ ngác. Trời ơi, chinh nhầm ý. Như nào, chuẩn bị 40 tiền là 90 tiền. Ui, không roll ra được 5 vàng 3 sao 4 con thì đúng mẹ phế vật luôn thề. Xong rồi lại còn có tiền của underground. Oh my god, trời ơi, cứ bé. Mà mình không nghĩ được về cái tình huống 5.000 sao luôn á. Không biết là bạn ấy ra kèo bạn ấy có nghĩ là mình sẽ lấy được không nữa. Các bạn chưa bao giờ thấy mẹ một phát. Ui. Các bạn chưa bao giờ thấy ấy đúng không? Thấy gì nhỉ? Thấy một phát là mình gom đủ như này đúng không? 114 tiền. Vừa nhiều tiền vừa lấy đồ quà under lại còn vừa ấy nữa. Ờ cũng mỗi thế thôi. Vừa lên 9. Ừ lên 9 được 40 vàng mà, 40 vàng của mình đâu? Lấy chưa lấy đúng không? Ủa mình lấy 40 tiền rồi đúng không? Trời ơi, trăm bao nhiêu tiền trời ơi. Chắc các bạn cũng chưa bao giờ tính đến tình huống này đúng không? Trời ơi, cứu bé trời ơi. Trời ơi, kiu. Vừa thua hay thắng ấy, thắng á. U gót nữa. Bây giờ là thay con này du. Bán con này đi luôn, thay con này du. Thay Leona du. Bán con này luôn, thay con này luôn. Rồi thì cuối cùng mua được cái dư này. Bán hết mấy con thừa thôi á. Ở đây vẫn bán đây, nhưng mà vấn đề là mình đang định hỏi mọi người ấy là đồ cho con nào ấy, Sojin cho con nào vậy? Con nào rồi cũng sẽ lên 3 thôi à? Trời ơi, trận này mẹ không có video đúng phí. Đã con mắt lùn. Chú bùm. Suýt đồ bán con này đi. Cho Leona lên. Zana. Zana đứng đây. Con này con gì á? Con này Zio, sao Zio ở đây? Echo. What? Trời ơi. Cái này cho con nào đấy? Nunu nhá. Sojin đâu còn là model vô cực nữa, model vô cực à? Trời ơi, vẫn còn 77 tiền, luôn không kịp luôn á. Mẹ đã chậm tay chậm mắt rồi gì ấy. Aphelios 2 fit đồ. Các bạn đừng chết, từ từ nhé để mình lấy ấy đã.
Thôi kéo toàn 5 tiền vào nữa. Rồi con nào sắp lên 3 nhỉ? Aphelios sắp lên 3 đúng không? Lấy Aphelios nhá. Ugot lên 2 rồi, Mordor lên 2 rồi. Con nào trông cũng có vẻ lên 3 ấy. Lấy cái gì cũng được, giờ quan trọng gì nữa đâu các bạn. 5.000 sao trong tay rồi. Trời ơi. Đập đồ nhá. Ôi tôi chết rồi. Ô, chết rồi, nó lên 2 mất tiêu. Tôi xin Ugot, thế thì đổi con này đi. Sao nó ở đây? Cung xanh nha. À phía này, à phía 2, trời ơi, nhầm rồi. Trời ơi. Một đống tướng 5 tiền mà không có chỗ trên hàng chờ nó thành tiền hết á. À thế à? Ừ, thế cũng nói trước, mình không biết luôn á. 38, chết rồi, 39 máu. À 39 máu thì có khi cũng ta thằng kia mà FF giờ mình xiên cả nhà nó luôn á. Trời ơi, bài như này là không thể thua được rồi. Chỉ có là thua chậm chậm, à thắng chậm chậm thôi để còn lên được 3 sao ấy. Lên được 4 con 3 sao lận. Không lên được chắc thôi, tí đi ăn cơm hết ngon. Trời ơi, vẫn win mạnh quá à. Hay đổi con nào ra ta. Khỏe quá, khỏe quá. Uwat có lên được không nhỉ? Hay là Afe ta? Uwat đang là thí sinh tiềm năng. Ba, phải xem là bọn này chơi con gì đã để né. Siêu nhân nào, bọn này chơi toàn những con ít tiền thôi. Cũng không thằng nào tranh mình cả, xin hết. Trời ơi, chúng nó sắp chết hết rồi, mình không kịp lên mất, đừng. Cố gắng lên chị ơi. Đang cố lắm đấy rồi. Đang rất cố. Ôi, Mordor 2. Tuyệt vời. Hai thí sinh rồi. Zana chắc không lên được, chuẩn bị bán quá. Uwat này, Mumu này, Mordor này. Fatal Stick. Chắc bọn Zana quá. Một tướng, hai tướng, ba tướng, bốn tướng. Ồn, nhưng mà nếu chẳng may nó ra con khác thì chịu ấy. Ui, áo choàng rồi, quan trọng gì em ơi. Sợ thắng trước kia ấy rồi. Chỉ không thắng được mình á, nó 3 sao nhưng mà bài mình khỏe lắm. Nó 52 máu. Mình cần mấy con nữa cơ. Uwat còn làm kinh tế nữa. Nó cho máu tối. Uwat. À! 1, 2, 3, 4. Giờ có Mordor này, có Ugot này, có Nunu với có em Afe là được á. Trời ơi, đừng chết, trời ơi. Mình sợ hết game quá à. Làm nào để kiếm được tiền bây giờ? Làm nào để làm kinh tế nhanh, không có tiền roll. Mẹ. Trời ơi, yếu ơi. À, một con có được chia ra không em? 4 con, 5.000 sao chia cho 4 con á. Tức là lên được một con là vẫn được donate đi. Đúng rồi, donate ít đúng không? Chơi gì phải thế chứ, giờ kèo của em kiểu được ăn cả ngã về không quá à. Khó quá. Trời ơi, bây giờ Ugot 3 nó xấy phát hết nhà đằng kia luôn, khỏi lên luôn. Thề luôn. Giờ Ugot 3 thì còn chơi gì nữa. A few moments later. Mẹ. Quá chịu dữ rồi. Trời ơi, lấy không? Bé tôi xong rồi, cái đồ nữa. Nó thế này rồi xong rồi chơi nữa. Chưa bao giờ không muốn top 1 như bây giờ ấy. Ném ra ngoài á. Bỏ nó ra hàng chờ á. Hợp lý. Chứ lấy top 1 giờ làm gì đâu đúng không? Nhưng mà bây giờ 39 máu với cả 20 máu khó à. Mình kiểu buông xuôi rồi đấy. Ít máu rồi đúng rồi. Đúng rồi, mình cũng thua ít máu rồi, nó thua ít máu rồi. Thì chắc là được. Ôi chứ con mẹ nó lại móc Ugot vào à, trời ơi. Con xin ra lại móc Ugot vào á, chị ơi. Ba máu thôi xong rồi. Không thể làm gì khác được nữa. Đỡ hộ à. Nó móc con Ugot vào giờ sao. Thôi các bạn xem Ugot đấy nhá. Mình bài này mình chịu, mình không làm gì được nữa. Không ba máu làm gì được nữa. Trời ơi, ra đống tiền này. Uwat nó giết người này, còn một thằng đúng không? Ôi đủ tiền luôn không? Ôi chết, ôi nó ra đống đồ luôn ạ, vãi trưởng. Trời ơi. Mẹ một nhà toàn dương đây, toàn báu vật tôi vãi trưởng ạ, thế chịu rồi. Bài này
Bài này đúng người sai thời điểm mà. Bài này lẽ ra là phải bài kèo top 1 chứ không phải là kèo 4 tướng 3 sao. Cũng lên nổi, khó lắm, đen lắm. Bài đấy cần nhân phẩm hơn là cần kỹ năng ấy. Mà chị có kỹ năng thì cũng có nhân phẩm ấy. Nên là em... Ôi, nói chung là... Nên là kèo khó quá chịu. Rồi, top 1.